Vâng, xin chào, chào các trở lại với cả trang kính của kính xưa. Ngày nay mình duy nhất với cơn mạ vàng thập niên 70-79 nhé. Vâng, trước khi vào kênh bác phải like xem nhiều nhà tốt đây ạ. Duy nhất cái kênh ngày chúng ta ngày nay ạ. Vâng. Con này size 52, chiều ngang 13,8 nhé. Vâng. Sản xuất thập niên 1970-79 nhé. Vâng, US xa xưa chuẩn nào nhất. Cái này có điểm trừ. Mặc dù cái này còn rất là mới nhưng lại có điểm trừ. Thì lát nữa em sẽ chỉ ra cái điểm trừ nó là cái gì. Ok, trước tiên thì em đi quay ngang, quay dọc, quay ngửa để cho các bác quan sát vẻ đẹp của kính là ra làm sao đã. Vâng, tất cả thông tin về kính thì em rất cẩn thận ở đấy. Vâng, đều chỉ rất là rõ ràng, tường tận luôn. Vâng. Xuất sắc đấy, vâng, nhưng mà nó vẫn có điểm trừ. Điều là rất đáng tiếc. Đó là cái gối bên này và cái càng bên này thì nó hơi bị gập ghềnh và hơi bị xước chút xíu. Đây ạ, vâng. Đấy, nó gọi là điểm trừ của nó là hơi va bập và hơi xước ở cái phần càng bên trái, gối bên trái nhá. Vâng, đấy là cái điểm trừ nhất của cái kính này đấy. Vâng, thế còn lại tất cả là ok, thành ma sát nét đẹp hết, ô vàng kê. Bây giờ đi chết bên trong ở gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có cái chữ đó là AO nhá. Đấy, mạ vàng còn sáng lên gương như này thì còn điểm gì để phải chê nữa, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo đi sẽ là hai càng khác đảo chiều là 5 phần 2 AO American Optical. Xuất sắc nha. Vâng, chuôi ve còn trắng tinh trắng muốt. Bên này thế đảo chiều nhau này. Đấy, xuất sắc nhá. Chuôi ve trắng tinh trắng muốt nha. Đấy, điểm trừ nhất thì em cũng đã chỉ rồi. Thì đấy là nó bị trong cái tình trạng của cái càng bên này. Nó bị thế thôi. Vâng, đấy, nó bị chỗ này. Đấy, nó bị một tí này. Đấy, đấy là cẩn thận chỉ lại cho các bác. Đấy, còn lại là thành các sắc nét đẹp hết, nó có vấn đề gì đâu. Và còn lại ô vân kê hết. Đấy. Không có vấn đề gì cả. Bác nào ở Hà Nội gần đâu có địa chỉ nhà em xem kính của đồ cổ xưa đồ lính Mỹ nhé. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm. Bằng phương tiện bưu điện ô tô bay hỏa, phương tiện nhanh nhất em gửi phương tiện đó, thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày. Tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Và American USA xưa này, vàng chuẩn áo nhất nhé. Mạ vàng sáng gương. Vâng, giá rất tốt ạ, mặc dù còn rất là mới, tuy nhiên thì nó có bị va bập ở bên càng góc bên càng trái, gối trái một chút xíu, ẩm sức chút xíu. Chính vì thế giá rất là rẻ. Vâng, giá cái này là 4 triệu 7, 4.700 k nhé. Giá là 4 triệu 7, 4.700 k. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì bao ship. Ship code ấy là gì? Ship code là đặt giao hàng luôn tiền, thì đặt cọc 100 đến 200 tùy giá trị kính cổ như món đồ cổ đó. Vâng, còn về thời gian bán hàng thì bên em luôn luôn là rất là care, rất là chuẩn chỉ, là từ 8 giờ sáng cho đến 2-3 giờ. Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác đến điện thoại trước, tránh tình trạng đến lần xuất quá thì em đi thẩm định đi kết cổ xưa. Bác điện thoại trước là em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh. Lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn tất cả về kính và đồ cổ đó nhé. Vâng, rất đó là điều rất là sướng các bác ạ. Vâng, với giá 4 triệu 7 bác phải sở hữu một cái kính cơn còn rất là mới đẹp. Và một cái điểm trừ ở bên gối càng trái thì em chỉ rồi, nó chỉ hơi sức một vài cái sức chút xíu thôi, sức nhỏ li ti, sức răm thôi, nhưng nó trượt giá rất là nhiều, thì em cũng chia sẻ rất là kỹ càng này. Vâng, đấy, rất là kỹ càng luôn nhé. Đấy, tí phần sức đó thế thôi ạ. Vâng, và giá chỉ 4 triệu 7 nhé. Bác lưu nhé, mua kính cơn, kính của đồ cổ, đồ hiệu, rất tiền, mình phải tìm cái địa chỉ bán hàng và số điện thoại bán hàng song hành lâu năm sẽ nhìn tìm thấy. Có đối tượng cầm kính này quay quay chụp ảnh không có địa chỉ lâu năm, không rõ ràng về hình ảnh con người, rủi ro rất là lớn luôn. Đặc biệt một số tượng bán là cái gì, ngõ Lan Bá, Hồ Bé Cát, xung quanh Hồ Đền Quang, Thanh Xuân, Hà Đông, Triều Khúc, Văn Quán, Từ Liêm, Cầu Giấy, rất amateur. Đối tượng có như trong thời gian thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, có thể đối tượng làm phông mặt, phông nền, phông màu hình ảnh rất giỏi, bởi vì đối tượng còn trẻ tuổi, đúng không ạ? Nhưng mà thực chất là amateur, cứ xong thời gian thay đổi như thế, đúng không? Trong bán ở trên cái trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo, rồi là mua bán chứng khoán trên 24 giờ, mua bán nhanh, chỉ có rủ xuống 4-5 số điện thoại nhưng mà không địa chỉ chỗ khuất cho con người con tìm, ghi là đặt đặt hàng Zalo, HTTP chấm Zalo chấm trong số điện thoại vứt đi hết, mua bán thấy rất là rủi ro đấy. Vâng, còn các bác đừng nhìn vào lượng đăng ký kênh theo dõi trang, một số đối tượng làm là đăng ký kênh theo dõi trang là có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 nghìn, 20 nghìn, 30 nghìn đăng ký kênh. Đối tượng thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like, để view, để được kênh theo dõi chóng mặt, chóng mặt. Bên kênh YouTube của em triển khai là 9 năm nhé, gần 9 năm mà bán hơn 4.000 đăng ký kênh. Thì bên em làm cách chia sẻ được như hương, một cách chân tình, chân thật, chân thành và rõ ràng nhất, sắc nét nhất.
chia sẻ gốc rễ gan dạ vấn đề tất cả về kính của đồ cổ, ngay kể cả mặt trái xã hội như một số tập đoàn bất động sản, một số ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng tư nhân liên minh liên kết nhau huy động vốn, em cũng nổ thẳng xuyên thủng không ngại luôn. Chơi nó phải thế, chứ còn cũng phải nhiều những cái shop khác là không dám nói, nhưng riêng bên này là khác người ấy. nổ thẳng luôn. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn các bạn thời gian xem video. Bác lại nào yêu quý trang cổ xưa đăng ký kênh, like xem nhiều em cho giá tốt và xin chào các bạn.